Rồi, chào các bác. Thế hôm nay em sẽ test cái trải nghiệm âm thanh trên con V40 này nhé. Cái phần âm thanh này chắc là nhiều bác rất là tò mò về nó. Em cũng thế, em rất là thích, em cũng rất là trông đợi ở V40 nó sẽ cải tiến hơn nhiều. Thế đây, mở màn hình lên. Ở cái phần loa ngoài này. Đây. Ở phần loa ngoài này thì LG có bổ sung cái bom box này, bom box sâu này. Đó thì cái bom box sâu này khi mà bật lên ấy, nó sẽ có cho là đèn đèn LED nó nháy theo nhạc này và hình ảnh trực quan này, và cho cái chất lượng âm thanh nó cũng cảm giác nó hay hơn. Đây, mình sẽ mở một cái bài nhạc để cho bác nghe nhé. Đây. Đây, âm lượng nó đang bao nhiêu? Âm lượng gần mắt anh nhé. Cái này mình chưa bật bom bóc nhé. Rồi, mình sẽ bật cái bom bóc lên. Mình mở nhỏ đi để các bác nghe cái tiếng của mình một tí nữa. Đây, mình sẽ bật cái bom bóc lên. Các bác cần nữa nhé. Đó, các bác thấy chưa? Hơi hiệu ứng này. Cái âm lượng thì nó khi mà bật bấm móc thì cảm giác là nó vẫn thế thôi, nó không 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 to hơn đâu, nhưng mà nó ấm được cái là V40 nghe nghe âm thanh rất là ấm ấm và sướng hơn V30 rất nhiều. Đặc biệt là chỗ này này nó rung rất là mạnh, cảm giác như là có một cái hộp cộng hưởng ở trong này này, còn V40 không có cái này. V40 nghe bình thường. Còn V40 nó có cái hộp, gần như có hộp cộng hưởng ở cái chữ V40 này này. Rồi về đất thứ, bây giờ mình sẽ mở to lên cho các bác nghe thử nhé. Bây giờ nó mới nửa âm lượng thôi. Đó, hết cỡ đấy. Rồi, mình sẽ cho nhỏ đi nhé. Đây, mình sẽ cho nhỏ đi. Còn mình đây, đặc biệt cái phần trong tai nghe này. Này, mình sẽ cắm tai nghe vào. Đây, mình đang dùng cái mình đang dùng cái tai nghe cốt này nhé. Đây, mình sẽ cắm vào cho bác nghe. Đây, mình sẽ cắm một tai cốt vào xem là thế nào. Đó, các bác có thể nghe ở ngoài cũng thấy được cái tai cái cốt nó đang hát. Thế đây, đặc biệt ở trong cái phần tai nghe, nếu mà nghe bằng tai nghe mình sẽ có cái ở ngoài này cơ, sẽ có hai cái phần, hoặc có hai cái hiệu ứng âm thanh rất là hay cho mình. Đây, thì trên mọi đời LG trước ấy, thì chúng ta thường thường có chỉ có cái hi-fi quad DAC này, quad DAC này thôi. Thì cái DAC này cũng cho chất lượng thanh khá là tốt rồi. Nhưng mà cái lên V40 ấy, nó có thêm cái DTS này, 3D này này. Thì là để em sử dụng, em đang bật cả hai nhé. Tắt đi. Đấy, các bác sẽ nghe nó khác, để mở to lên một tí nữa. Rồi. Mở lên này. Đó. Các bác có thể nghe qua tai nghe cũng thấy nó khác nhé. Mình tắt đi này.
mở lên này. Đó. Thì các bác phải nghe thực tế thì mới biết được. Còn trong cái DTS này nó sẽ có ba cái tùy chọn cho mình. Thì cái phần rộng này. Trước này. Ừ, nhưng mà cái cuối cùng vẫn là hay nhất, cái từ bên này sang bên kia vẫn hay nhất. Đó, nó cho hiệu ứng stereo rất là hay. Còn cái đây ví dụ mình tắt tắt cái DTS rồi này, tắt cả hai file luôn đi nhé. Tắt đi, mình sẽ mở lại cái bài nhạc đấy. Đó, bật âm lượng hết cỡ rồi nhé. Rồi, để hết cỡ nhé, mình sẽ quay trở lại, test lại cái đấy. Mình sẽ để gần cái tai nghe này vào đây cho các bác xem. Cha mình để cái tai nghe này ngay ở gần loa cho các bác biết nhé. Rồi, mình sẽ bật cái DC trước này. Thì mình sẽ bật cái DC trước này. Đấy, đã khác biệt rồi nha. Đó, mình mới bật cái DC lên nhá. Thì mình tiếp tục mình bật cái DTS lên nhá. Thấy khác không? Tắt đi này. Bật lên này. Dùng một cái DTS thôi nhé. Đó, nó phải kết hợp cả hai nó mới hay được. Còn có một cái thì nó cũng chưa đủ độ hay. Ốp cái tai này vào đầu nghe đã lắm các bạn. Tuy nhiên đây mới chỉ là cái tai bình thường thôi, không phải là tai xịn xịn hẳn. À, vào đây này đã. Làm tắt cái đi DTS đi nào. Rồi, ok. Thì cái này cái phần âm thanh này thì đương nhiên là các bác phải phải trực tiếp các bác phải trực tiếp nghe thì mới cảm nhận được sự phê của nó. Chứ nói này mình cũng hy vọng là các bác sẽ cảm nhận được một một đôi chút gì đó. Nhưng mà có một điều khẳng định là cái âm thanh trên V40 này nó vượt trội so với V30 nhiều. Mình là một cái tai cũng chỉ là tai trâu thôi. Thực ra mình cũng là tay trâu thôi, nhưng mà nghe nó cảm giác nó khác hẳn đấy, nó khác hẳn nhiều đấy. Rồi, ok, cảm ơn các bác nhé. Bút ra.